Sau gần 10 năm kiếm tiền, nghiên cứu và chia sẻ về tiếp thị liên kết thì ngày hôm nay Long muốn chia sẻ cho các anh chị 5 kiến thức và kỹ năng cần thiết cho một người làm tiếp thị liên kết ha. Tăng trưởng lợi nhuận cùng Permade ngay hôm nay. Kiến thức đầu tiên mà Long muốn chia sẻ cho các anh chị đó chính là kiến thức về affiliate marketing. Ví dụ như là cách hoạt động của tiếp thị liên kết như thế nào này, rồi các cái loại hình ghi nhận trong việc kiếm tiền hoặc là tiếp thị liên kết này, hoặc là các cái thuật ngữ trong tiếp thị liên kết ha. Chúng ta cần phải nắm rõ những cái vấn đề này ha trước khi bắt đầu kiếm tiền hoặc là tiếp thị liên kết. Nếu không thì các bạn, thứ nhất đó là chúng ta sẽ không hiểu những người chia sẻ về tiếp thị liên kết họ nói gì về tiếp thị liên kết này. Ví dụ các bạn đọc một cái quyển sách nào đó về tiếp thị liên kết chúng ta cũng không hiểu ha. Thậm chí là khi mà các bạn không hiểu các cái thuật ngữ trong việc kiếm tiền là tiếp thị liên kết á, chúng ta cũng sẽ không biết cách làm như thế nào để chúng ta có thể tối ưu chiến dịch của mình ha. Thì những cái thuật ngữ này Long đã chia sẻ rất là nhiều trên kênh YouTube Permade Academy á, các bạn có thể xem lại những video trước đây ha. Ví dụ như ngày hôm qua thì Long vừa mới chia sẻ 6 hình thức ghi nhận trong việc kiếm tiền với lại tiếp thị liên kết đó, các bạn có thể xem lại video ngày hôm qua ha. Rồi kỹ năng thứ hai mà Long nghĩ là vô cùng quan trọng luôn. Nếu như mà các bạn làm tiếp thị liên kết mà các bạn làm tốt cái bước này thì nó đã giải quyết được tầm khoảng 50% vấn đề của các bạn rồi. Đó chính là kỹ năng research ha. Hay là các bạn dùng nó để nghiên cứu thị trường này, nghiên cứu sản phẩm này, nghiên cứu đối thủ này. Kỹ năng này thì Long nghĩ là nó sẽ là cái bước đầu tiên trong việc kiếm tiền với lại tiếp thị liên kết ha. Bước này thì có thể là nó sẽ chưa có ra bất kỳ một cái con số nào cả, cũng chưa có thể ra chuyển đổi, cũng như chưa tạo ra được cái gì cả ha. Nhưng mà nếu như chúng ta không làm bước này thì tất cả những bước sau thì coi như là nó cũng sẽ không còn tác dụng gì cả ha. Để mà các bạn có thể làm tốt cái kỹ năng này thì các bạn cần phải biết một số công cụ nghiên cứu ha. Ví dụ như công cụ nghiên cứu từ khóa này, để chúng ta biết coi là với cái sản phẩm này thì người dùng đang tìm kiếm thông qua những cái từ khóa nào, hoặc là chúng ta biết được là cái thương hiệu này này có người tìm kiếm hay không, hoặc là chúng ta dùng những công cụ research này để chúng ta xem coi là đối thủ của chúng ta là ai ha, ai đang ở trên top tìm kiếm của Google hay là ai đang trên top tìm kiếm của YouTube. Với kinh nghiệm của mình thì mình có thể vượt qua được những đối thủ này hay không. Kinh nghiệm research các cái chiến dịch làm tiếp thị liên kết này, chúng ta xem coi là những chiến dịch nào là được nhiều người dùng quan tâm, rồi những chiến dịch nào tỷ lệ ra chuyển đổi tốt ha. Đó toàn bộ là những cái kỹ năng về research ha. Và nếu như chúng ta không biết kỹ năng research này thì rất là mù mờ trong việc kiếm tiền và tiếp thị liên kết ha. Rồi kỹ năng thứ ba là một kỹ năng Long nghĩ là sẽ nhiều bạn không thích ha, nhưng mà chúng ta cần phải tiếp xúc với kỹ năng này ha. Đó chính là kỹ năng về thiết kế. Thiết kế đây có thể là các bạn thiết kế hình ảnh này, thiết kế một website này, thiết kế một landing page này. Nói gì thì nói thì các bạn không thể nào không biết kỹ năng này. Có thể các bạn thuê người khác làm cũng được ha. Nhưng mà để mà thuê người khác thì các bạn cũng phải có tí kinh nghiệm trong việc thiết kế này, để mà các bạn có thể biết coi là một cái website đã thiết kế được hay chưa, hoặc là một landing page thiết kế như vậy là có tốt cho cái việc chạy quảng cáo hay chưa, hay là một cái hình ảnh đại diện, một cái hình ảnh bán hàng thiết kế như vậy là có tốt hay chưa ha. Nhưng mà mới bắt đầu mà chúng ta đã thuê người làm như vậy thì sẽ tốn rất là nhiều chi phí ha. Cho nên là chúng ta biết thiết kế là một cái kỹ năng mà không thể thiếu trong việc mà các bạn kiếm tiền và tiếp thị liên kết ha. Thật ra thì cái việc thiết kế này các bạn cũng đừng nghĩ quá phức tạp ha. Các bạn có thể sử dụng một số công cụ thiết kế miễn phí trên internet ha, ví dụ như là Canva này, hoặc là các bạn có thể mua RAW luôn cũng được ha. Hiện tại có rất là nhiều người bán cái tài khoản dùng chung của Canva RAW á, các bạn có thể mua để dùng ha. Rồi ví dụ như thiết kế landing page, thiết kế website này, những cái kiến thức này các bạn có thể lên trên YouTube để các bạn có thể tìm hiểu. Còn nếu như mà các bạn muốn đầu tư hơn thì các bạn có thể tìm kiếm một cái khóa học nào đấy để chúng ta có thể học ha, để chúng ta có thể học một cách bài bản hơn về việc thiết kế website hoặc là thiết kế landing page để chạy quảng cáo ha. Rồi thứ tư đó chính là kiến thức về marketing ha. Khi mà các bạn đã thiết kế ra được rồi, ra một cái website rồi, một cái trang landing page rồi, nhưng mà chúng ta không biết cách làm marketing, đặc biệt là làm marketing online, thì chúng ta sẽ rất là khó trong cái việc là tìm kiếm được khách hàng ha. Thì những kiến thức marketing này thì nó khá là rộng nha. Ví dụ như các bạn phải học cách chạy quảng cáo này. Riêng chạy quảng cáo thôi cũng có rất là nhiều cái rồi. Ví dụ như quảng cáo Facebook, quảng cáo TikTok, quảng cáo Google. Ngoài ra thì chúng ta sẽ tiếp cận tới một số cái hình thức free traffic khác. Ví dụ như các bạn thiết kế website đi, thì các bạn muốn tìm kiếm khách hàng thông qua việc làm SEO website chẳng hạn, hoặc các bạn nào xem kênh YouTube đi thì các bạn có thể tiếp cận khách hàng bằng cách là làm SEO video YouTube ha. Rồi ngoài ra chúng ta còn có gì nữa, mail marketing ha, rồi phiểu bán hàng các kiểu ha. Cái này cũng giống như phần thiết kế, các bạn có thể thuê người làm, nhưng mà làm tiếp thị liên kết thì cũng không có nhiều kinh phí để chúng ta có thể thuê người làm việc làm marketing này ha. Cho nên là Long nghĩ là các bạn cần phải nghiên cứu về cách làm marketing này. Long nói về việc marketing này thì không nhất định là các bạn phải giỏi hết tất cả các cái kiến thức này, các bạn có thể giỏi một cái lĩnh vực nào đó thôi cũng được. Ví dụ như các bạn chỉ giỏi trong việc chạy quảng cáo thôi thì cũng được ha. Các bạn có thể thiết kế landing page và chạy quảng cáo thôi, nhưng mà các bạn nên cân nhắc là việc chạy quảng cáo thì còn chạy quảng cáo thì chúng ta còn tạo chuyển đổi đúng không, còn ngừng là nó sẽ hết chuyển đổi luôn. Làm SEO thì nó sẽ lâu dài hơn ha, nhưng mà nó cũng sẽ lâu ra chuyển đổi hơn so với việc chạy quảng cáo. Còn nếu như mà bạn nào có cả việc chạy quảng cáo và làm SEO luôn thì quá tốt ha, các bạn có thể kết hợp mấy cái đó lại với nhau để chúng ta có thể kiếm tiền và tiếp thị liên kết một cách bền vững và lâu dài hơn. Rồi kiến thức thứ năm, và Long nghĩ là kiến thức này thì nó cũng mới cần thiết gần đây thôi, đó chính là kiến thức về social media marketing ha, đặc biệt đó chính là sản xuất nội dung bằng video. Thì ngày nay các bạn thấy là gì, sự phát triển của social, ví dụ như là TikTok này, Facebook Reel này, YouTube này,
rồi Instagram này, Thread này, đó là một trong những các cái mạng xã hội mà người ta sử dụng social media marketing rất là nhiều. Và người dùng thì họ bây giờ cũng rất là thích xem video chứ họ cũng không thích đọc nữa các bạn. Cho nên đó là việc mà chúng ta có thể biết cách làm ra nội dung video ha, đó là một cái thế mạnh trong việc kiếm tiền với lợi tích thị liên kết ha. Cho nên là Long nghĩ kỹ năng là social media marketing là một kỹ năng không thể thiếu trong việc kiếm tiền với lợi tích thị liên kết. Trong tương lai thì Long nghĩ là nó cũng sẽ phát triển rất là mạnh ha, cho nên là việc mà chúng ta có thể học cách để có thể tạo ra video, tạo ra nội dung bằng video ha, là một việc cực kỳ cần thiết nha. Đây chính là năm cái kiến thức và kỹ năng mà Long muốn chia sẻ cho các anh chị nếu như mà các anh chị muốn kiếm tiền với tiếp thị liên kết ha. Thì không biết là còn kiến thức và kỹ năng nào mà chúng ta cần phải có khi mà chúng ta kiếm tiền với tiếp thị liên kết hay không. Nếu như mà các bạn cảm thấy một kỹ năng nào đó cần thiết nữa thì chúng ta hãy để lại bình luận nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay ha, và đừng quên đăng ký kênh Bermax Academy này cũng như tham gia nhóm Facebook để các bạn có thể nhận thêm thông tin về tiếp thị liên kết ha. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Tăng trưởng lợi nhuận cùng Permade ngay hôm nay.